ôi, cô giận lên kìa, dữ kìa, bao tử phèo. Ôi ôi, có đầy đủ hết trơn hả cô? Hình như con thấy có khô mực nữa kìa, phải không? Ôi ôi, vậy là quá trời nhiều topping rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong một video clip tiếp theo của em. Chiều hôm nay thì em đang có mặt tại một quán hủ tiếu rất là đặc biệt tại thành phố Sa Đéc luôn. Đó là quán hủ tiếu Gù của chú anh chị bạn. Cái điều đặc biệt của quán hủ tiếu này là sáng bán một nơi nhưng mà chiều bán một nơi khác nữa nha. Sáng thì cô bán ở đằng kia, chiều là cô bán ở trên đường Nguyễn Văn Phát thuộc khóm 2 phường 1 của thành phố Sa Đéc đó cô chú anh chị. Đây địa chỉ chính xác nè, 531/12 khóm 2 phường 1 của thành phố Sa Đéc nha. Giờ này thì khoảng 2 giờ mấy, gần 3 giờ chiều đó cô chú anh chị. Cái nồi hủ tiếu nè rất là hấp dẫn luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Em lại sớm để em quay cái nồi lúc mà đầy như vậy nè cho cô chú anh chị bạn xem. Phèo nè ha. Hình như là con thấy là có khô mực với lại xương nữa không cô? Xương ốc, xương sườn, giò, tim, bao tử, phèo, gan, nạc. Đầy đủ hết trơn ha. Củ sắn với củ cải trắng nữa phải không? Rồi, đúng rồi. Wow. Rồi cái nồi rất là cao của chú anh chị bạn. 45 trong, lít. 45 lít. Trong đây là khoảng bao nhiêu ký thịt ha cô? Wow. Trời ơi, coi chừng nó quẹo cái giá nha, thấy cái bộ nặng quá. Rồi mình sử dụng là phèo non luôn hay vậy? Phèo non không ạ. Dạ, bởi vì thấy no tròn rồi ha. Phèo non nó no vậy hả? Dạ, nó trắng tươi mà no. Hình như có tôm khô nữa hả cô? Tôm khô với khô mực. Wow. Khô sắn, khô cải. Ôi ôi, vậy là quá nhiều topping rồi. Hỏi sao mà cái nồi nước nó không ngọt cho được. Hôm qua là chúng ta đặt là bán có 6 giờ mấy hết rồi. Vậy hả? Rồi ôi, quá dữ luôn rồi. Dạ, đây nè cô chú anh chị, em quay sơ sơ cái khung cảnh xung quanh cho cô chú anh chị bạn xem nha. Đó, giờ này thì khoảng 2 giờ mấy, gần 3 giờ chiều rồi. Cô cũng đang chuẩn bị cho một cái buổi bán đó. Chiều thì cô bán ở đằng đây, mà sáng là cô bán ở đằng đường ở đằng kia á. Đó, phía ngoài nè cô chú anh chị bạn, đường Nguyễn Văn Phát nha. Cô đi vào phía bên trong rồi. Phía bên đây là khuôn viên chỗ cô bán nè. Nó có mấy cái bàn hay nóc vậy đó. Để cô ra đi mình trò chuyện tí nữa. Đây là nhà mình luôn hả cô? Vậy hả? Trời, phải nhà mình bán chỗ cho khỏe. Ờ, bán chỗ một cho khỏe. Dạ. Ở đây con thấy mát mẻ quá ha. Rộng rãi ha. Dạ. 90 người ngồi mấy nghe thấy không? Dạ, 90 người luôn hả? À. Ồ ôi. Thường là cô bán buổi sáng đằng kia là đường Hoàng Diệu á. Dạ đường Hoàng Diệu ha. À, ngay điện lực. Dạ. Sáng 5 giờ bán tới 9 giờ. Dạ. Chiều bán đường Nguyễn Văn Phát. 3 giờ tới 8 giờ. Dạ. Cái đó là thịt hả cô? Thịt nạc hả? Dạ. Cái đó là nồi phụ hay vậy? Không á, nồi phụ. Chiều là một nồi này là sáng cũng cỡ gì không cô? Sáng bán 2 nồi, chiều bán 1 nồi rưỡi. Wow. Sáng 2 nồi, chiều 1 nồi rưỡi. Nhìn cái nồi này hấp dẫn hết sức luôn. Con biết danh của quán mình lâu rồi, nhưng mà hôm nay có dịp đi Sa Đéc đó, mới
Con ở bên Long Xuyên á. Hôm qua chăn Long Xuyên ăn không à. Vậy hả? Có cái thằng nó chạy nó dẫn tour đi Phú Quốc nè. Đi Tây Ninh đường nó đưa về ghé đây đó. Dạ. Nó đi làm mấy chục người, hôm qua mới ghé mấy chục người đó. Dạ. 35 người. Lần trước một lần thì nó ghé được 90 người. Một lần thì ghé 70 người vậy á. Dạ. Nó đi làm 2 xe 50 chỗ ngồi đó. Tên của quán mình cũng khá là đặc biệt luôn đó. Tại vì ông tên Gù á. Dạ. Là ông xã của cô. Dạ. Tên Hủ Tiếu Gù luôn, bởi vì ai cũng tò mò câu đó. Dạ. Ai nói sao ngộ vậy đó. Hủ Tiếu Gù. Mình bán ở mình bán hủ tiếu ở hai điểm này là khoảng bao nhiêu năm rồi cô? 16 năm mấy à. Là hồi nào giờ là hồi nào giờ là bán hủ tiếu không à? Bán hủ tiếu không bán. Lúc mà mình mới ra bán hủ tiếu chắc mình bán con điểm quá. Ờ, bán con điểm à, chỗ rồi à. Rồi tại sao mình tăng cường thêm buổi chiều nữa? Buổi chiều là tại vì chỗ đó hai mặt bằng đó, hai người thuê á, rồi cái người cái thuê chiều mình thuê giấc sáng thôi, mình bán giấc sáng xong rồi mình lên đây mình thuê giấc chiều mình bán thêm yeah. chiều. Yeah. À, không, mình bán điều cũ nữa. Yeah. Bởi vì ai cũng hỏi sao bán hai nơi, tại mặt bằng đó là hai người thuê, biết không? Yeah. Cô thuê buổi sáng, người khác thuê buổi chiều. Cũng bán hủ tiếu. Dạ. Bởi vì tao cũng đang làm cho nó hoài. Cũng bán hủ tiếu luôn. Là tưởng là hủ tiếu gù đó, không phải. Chỉ có buổi sáng cho buổi chiều ở đây thôi. Ở đây thì bán từ 3 giờ tới 8 giờ. Là đường Nguyễn Tân Phát à. Dạ. Còn ở chợ thì 5 giờ tới 9 giờ. Nó nhiều quay lắm. Dạ. Con có coi trên mạng xã hội nhiều mà. Dạ. Đó, cô đang chuẩn bị cho một cái buổi bán cử chiều. 3 giờ là bắt đầu sẵn sàng bán. 3 giờ bắt đầu sẵn sàng bán. Cái này là cô hầm trong vòng bao nhiêu tiếng hả? À, lên hầm 1 giờ rưỡi tới giờ. Dạ. 1 giờ rưỡi dọn ra, hai chồng dọn xong xuôi là giờ chính là 3 giờ. Cô kể sơ sơ ở trong đây có cái gì hả cô? Có sườn á, sườn non, sườn già, xương ống, giò. Dạ. Giò đồ. Với tim, phèo của tử. Là cái nồi đây nè. Nồi này là tim, phèo của tử, đầu sườn non, xương ống vậy đó. Cũng ba món món đồ lòng heo. Rồi phèo cũng thấy chắc nhiều lắm nè. 3 kg. Dạ. Yeah. Tim. Tổng hợp tử. Hết luôn là khoảng hồi nãy cô nói là 30 kg hả? Wow. Bao tử. Xương á. Dạ. Tim kìa. Xương nè, xương. Phải thì loại xương. Xương hả? Xương cả, xương răng. Xương răng là có răng răng như là xương non nè. Ồ, cô chặt cũng to to không ha? Bán giá bình dân mà to luôn. Dạ. Yeah. 1 kg chặt ra có được có 4-4.5 rồi. Đó, có khách vô lai gai rồi đó. Ở đây là mình có hủ tiếu khô với hủ tiếu nước luôn phải không cô? Hủ tiếu khô, hủ tiếu nước, nuôi, bánh canh, quần thánh, ba món rồi. Món yeah. nào có đó. Ở đây thường là khách người ta chọn, người ta chuộng cái món nào nhất ha? Khô, thường ở đây dân tại miền Trung. Dạ. Khô mình bằng sốt nè. Sốt này là ở đây người ta thường thường dân miền Tây nó ăn nè, cà với nước tương vậy đó. Với bột mình làm vậy đó. Dạ. Yeah. Sốt. Đường thuy. Ăn miền Tây nhiều. Này là hành tí. Dạ. Con này là đường, hủ đường. Tao giờ nó biết con tướng hủ ruột ngọt. Trong miền Tây nó ăn ngọt lắm. Dạ. Giấc này thì con lại hơi sớm. Để con quay cái lúc mà cái nồi đầy tràn vậy nè, cho bà con cô bác xem. Bởi vì mấy người ta quay lại dưới đó, ta nhìn mấy người đó. Dạ. Dạ. Yeah. Ôi quá trời hấp dẫn luôn cô chú anh chị bạn ơi. Em đứng ở đây cái hơi bay lên rất là thơm luôn á. Dạ. Yeah. Hồi nãy cô nói cô bán bao nhiêu năm rồi cô? 16 năm ha. Lúc đầu là mình mới ra là mình bán một điểm thôi đúng không? Đúng rồi. Sau này mới tăng cường 2 điểm. Dạ. Yeah. Dạ.
quá trời đầy luôn rồi nè cô chú anh chị ơi. Cái nào non cái nào ấy. Cái này là sườn non nè. Dạ. Nó chín chín cái nó nổi lên từ từ. Dạ. Dạ. Tim. Mình nói nổi lên nhất. Dạ, nó đang kêu cái tiếng không. Còn tử. Trong này là cái nào là lâu chín nhất hả cô? Nó cũng lượt một, cha người ta bốc giờ là dứt dứt lượt một mà. Là thả dùng lượt lịch nữa là chín lượt lượt luôn. Dạ. Cái nào cũng... Theo con biết là bao tử là dài nhất á. Đúng rồi, bao tử là dài nhất. Bao tử là tính chín sau cùng luôn. Dạ. Trời ơi, tim kìa. Đó, to to không à. Đây nè cô chú anh chị các bạn. Có hoành thánh luôn nha. Đây ông chú ông đang gói hoành thánh. Chiều bác không phải như sáng, lây gai lây gai. Còn chứ sáng người ta như giờ người ta đi làm rồi ha. Dạ. Nó đùng vô một cái. Cái mình làm không kịp, mình phải làm nhanh cho người ta, để phải trễ người ta ngồi lâu người ta đâu ăn đâu. Người ta gửi về. Ta phải tranh thủ, bởi vì sáng còn mau dữ lắm. Ai mà người tiền bài. Bán thì cực mà đến cái lúc đếm tiền thì phải hay con ha. Bán giá bình dân là kiếm chợ búa thôi. Dạ. Yeah. Nhận số nhiều thôi. Ở đây cô bán toàn hủ tiếu nhiều. Bình thường là 30. Dạ. Yeah. Là 30.000. Dạ. Yeah. Như để tô hủ tiếu để miếng sườn vậy nè. Là 37.000. Còn mình ăn lộn xộn là 30 chứ đó. 30 còn thêm miếng sườn mà bác không là 27.000 đổi vô nữa là 57.000 tô rồi đó. À, có nghĩa là tô bình thường mình để thêm miếng sườn là 57.000. Đúng rồi. Dạ. Tô bình thường là 30. Tô bình thường 30 mà có thêm miếng sườn vô nữa là 57.000. Còn mình không có ăn thịt thì không có ăn thịt thì ăn miếng sườn không là 37.000. Dạ. Vậy là mình có mấy mức giá ha? Ăn ba gì mà tính 30, 37 với lại 57. Dạ. Dạ tô tứ là nó dùng giúp giá rồi. Cái nhầm lưỡi da dày da mỏng quá dạ. Ồ, để ba ống hoành thánh vô nhìn cái nồi xịn lại liền ha. Cái nồi này thấy quá trời hấp dẫn rồi, đi cũng không nổi luôn. Về Sa Đéc ăn hủ tiếu đặc sản của Sa Đéc luôn rồi. Đó. Cô là
cô là có một chén súp ha. Dạ. Yeah. Dạ, là 30.000. Hoành thánh mau chín. Cô nói khoảng 5-10 phút là chín hả? Anh cô bữa nó có làm da vàng, nó làm da mỏng. Dạ. Ở đây đường tường ta ăn hủ tiếu nhiều. Mấy cái này là món phụ thôi. Dạ. Mình bán kèm thêm cho nó đầy đủ ha. Thường giờ cao điểm của mình buổi chiều là rơi vào khoảng mấy giờ hả cô? 6 giờ mấy? 6 giờ mấy? Dạ. 3 giờ trở lên là chỉ là dai, là gai nữa. Cô sắc tim với bào tử nè. Đấy, phèo. Phèo. Tô này là 30. Nạc vào. Nếu mà có xương vô là 57 ngàn. Miếng sườn là 57 ngàn. Xương ống mới nằm ở dưới hả ta? Yeah. Một hồi nữa là vớt xương ống. Khoảng bao nhiêu phút nữa vớt cô? Cỡ 4 giờ luôn hả? Dạ, đúng rồi. Vậy là 1 giờ rưỡi mà cô hầm tới 4 giờ luôn. Dạ, 2 tiếng mấy đồng hồ. Dạ. Con cũng thích ăn mềm nữa. Xương ống là nằm ở dưới hết. Đầu tiên là mình thả xương ống trước ha. Thả ống nằm như một một chứ. Nó nằm đâu cũng nằm. Muốn nằm đâu nằm. Khích lại la ga rồi đó. Rồi ăn gì luôn. Tin. Ở trong cái gì đó bắt bàn đó. Hủ tiếu xương. Cái xương nó xương ống. Xương đi. Rồi, nước hay bô rồi đó. Ờ bô mà đừng để hẹ. Bô không mẹ thì xương nha. Như gần đó anh kêu vậy là 57 ngàn đó ha. Dạ. Đây nè, coi cô làm một cái dĩa hủ tiếu khô 57 ngàn nha cô chú anh chị. Hồ sườn cô đặt ra. Nhìn to ha. Cô này thì trụng hủ tiếu với giá. Cô sẽ để một tí rau. Trên đây là mình có xà lách với lại hẹ ha. Hẹ với hành. Ừ.
trang nước sốt lên, hành phi, gắt miếng tiêu, ở dưới cục sườn là để trong toàn vậy đó, là 57.000 của chú anh chị. Ôi ôi, ở dưới nè cô chú anh chị các bạn ơi. Có khách ăn xương ống rồi đó. Nó khoanh rồi bao tử rồi ha. To to không à. Móng nữa kìa. Wow, xương ống. Ăn gì cơ? Dễ thôi, nó nói với người ta là cái đơn hay đó. Ai về đi ráp đem để về hiệu trưởng đó. Để đủ à. Rồi, ngồi đăng ký tôi chắc. Ôi ôi, xương ống ở phía trên nó tét ra trên luôn kìa. Cái đó là tự tét hay là mình chẻ cô? Chẻ. À, mình chẻ cho khách ăn được cái phần tủy ở phía trong ha. Quỷ yêu không hả? Ừ, rồi lấy ra. Nữa hả? Nhân ơi, giờ nó giận luôn rồi, nó bỏ luôn đi. Đó, nó nói thôi bỏ luôn đi. Cái bây giờ à, hai tôn gì là nãy cô nói nhiều quên rồi. Đó, đây xăm. Xăm mấy ngàn hả? Cái trường nó mở ra đặt bạc thì cứ về khỏi ai la luôn. Mua dùm phải không? Ừ. Đó, trường non hay ngon? Trường non à. Ồ, mình bán ở đây là sườn non không hả cô? Sườn non, sườn già. Ai thấy ai muốn ăn nào? À. Khác. À. Buổi sáng ở dưới là ở đây, dưới buổi chiều hai ngày là một chỗ, còn ở dưới chiều là khác. Dạ. Gù nào? Gù là đây nè, dưới buổi sáng dưới á. Gù nào đây nè? Gù chính thức là ở đây, còn khác cho khác là không phải gù. Ông mua không phải gù là không có chịu đâu. Không phải mua đây gù mới được. Buổi sáng ở dưới, chiều ở đây. Nó xuất nhiều, ta có tăng thêm. Đây là dư, có bán thêm cho miếng, cho thêm cho chú đi. Tại vậy, chụp chụp cho nó phải. Ở đây anh mơ, em múc cho anh về là tràn luôn. Tràn bờ đê luôn nè. Ừ, chứ không ai múc gì đâu. Mình nhìn sao mình biết sườn già hay sườn nâu hay không? Sườn già là rạc không à. Mà sườn gì là sườn là già nè. À. Mấy cái này là còn nó to nè, nó mở mở ngăn ngăn nè nè. À. Nó có con gì nè. Dạ. Yeah. Nó còn già là chỉ đạt thôi. Nó mấy sườn nó chẻ làm đôi, cái đầu là nó già, còn cái đuôi là nó non. Thấy cái sườn nó bán cho mình là vậy đó. Người ta đang đi xe đó, khỏi thịt mạng em lại nguyên xe vậy. Mới coi đây lên xuống ăn nè. À, cô trụng sơ trước vậy đó thôi đó ha. Ừ. Đó. Đây cô trụng sơ trước thôi nè cô chú anh chị các bạn. Để xuống cho mình vớt lên liền hả cô? Tại mì gói nó mau mềm lắm. Dạ. Có hủ tiếu mực luôn nè cô chú anh chị. Tôm mực đầy đủ luôn hả cô? À, tôm mực đầy đủ. Như là hủ tiếu hải sản luôn rồi. À, là 37 ngàn của giống như sườn. Dạ. Yeah.
Ở đây buổi chiều cũng mát quá ha. Sao cô không bán buổi sáng ở đây luôn? Hồi nào giờ là buổi sáng quen khách quen ở dưới rồi ha. Dạ. Đầu tiên là mình bán ở dưới đó. Cái này là mình mới có bán đây thôi. Dạ. Vốt không ăn là phải biết á. Đẹp là ăn nó biến ngày nữa. 195 ngàn ký đó, tao phải rẻ. Dạ. Cái này là phèo non ha. Ăn này đi rồi ngon. Về cái cháo lòng với cái này, cái nào nào biết à. Không, cháo lòng thì cũng có nhiều quán người ta bán phèo này nữa con. Nhưng mà mấy cái mà 25, 20 ngàn nó đâu dám bán phèo này. Cái nào nói thiệt. Con gì hồi nãy là cô nói nhiêu con quên rồi. 57 ngàn. Sườn non với lòng.